Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa, thì hôm nay chúng ta tiếp tục với tập 2 của Final Fantasy phần 15 nha các bạn. Và ok, và hôm qua là mình có nói là nếu hôm tối hôm nay chúng ta có được khoảng 200 like, trong đêm nay thì sáng sẽ có tập mới, và bây giờ mình cũng đã làm tập tiếp theo rồi. Và để giữ đúng cái lời hứa với các bạn, mặc dù là có được 200 like hay không, mình vẫn sẽ up lên tập 2 sớm nhất có thể vào sáng hôm nay. Và như các bạn thấy là giờ chúng ta đã có tập 2 rồi nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu luôn cái hành trình tiếp tục ngày hôm qua chúng ta đã bỏ lỡ. Thì đồng thời là mình có nói thêm là trong cái phần này, tập này là mình đã thay đổi cái lồng tiếng, cái dub. Dub của Final Fantasy mình sẽ không sử dụng dub của bên tiếng Anh nữa. Tại nhiều bạn theo dõi có góp ý là mình nên sử dụng dub, tức là lồng tiếng á. Lồng tiếng tiếng Nhật nó sẽ hợp với từ game này hơn và so với lồng tiếng tiếng Anh, và mình cũng đã hỏi qua nhiều người rồi. Và đây là cái sự đồng thuận từ cái người xem là các bạn về cái tựa game này, và chúng ta sẽ sử dụng dub tiếng Nhật từ đây cho tới hết game luôn. Ok. Và để cho bạn đợi lâu, mình sẽ bắt đầu cái nhiệm vụ luôn. Chúng ta không qua bỏ lỡ về cái để cái xe. Đây để mình gas main menu gì đây. Để mình hỏi cái nỏ này cái đã. Gì đây? Why gotcha. Giờ mình được phép custom cái xe này luôn á chứ. Deep Blue Sea Ivory. Có khác màu khác nhau hả? Mình thấy cũng đâu khác gì đâu ta. Nội thất nè. Black and white, màu trắng đen. Oh, walnut, màu hạt dẻ nè. Oh, màu nâu đất nè. Dark Rose, ô cái màu này đẹp ấy chứ. Cranberry. Orchid. Cái màu này cũng được, nhìn nó sang. Forest Green, để mình coi mình thích màu nào. Mình thích cái màu Dark Rose. Màu đẹp. Dark Rose đi ha. Bánh xe, chứ bánh xe màu gì đây. Đỏ nè, xanh nè, trắng nè. Mình thấy cũng game những từ game thế này là chúng ta lại có độ xe ấy chứ. Khác so với Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 không có cái này, mình cũng thấy hơi kỳ kỳ, hơi tiếc cho nó thôi. Rồi game này thì có là rất là hay. Ý màu vàng đẹp nè. Ý cái màu này cũng đẹp nè. Mình thích cái màu nào nó nổi, tại cái bánh xe mà nó vậy không để nổi, nhìn nó lâu lâu nhìn nó không có bắt mắt. Nhưng mà mình thích màu đỏ cơ. Cái màu này đẹp nè. Lấy màu này đi ha, Metallic Gold. Decan nè, body nè. 16 bit body. Những anh bạn 16 bit. Đề can. Học vẫn chưa có đề can nè. Body thì vẫn chưa có gì khác biệt cho lắm. Nội thất thì mình sẽ chọn cái này rồi. Hoặc là cái nào màu đỏ, có màu đỏ hết luôn ta. Đây, có màu đỏ hết luôn. Đúng như mong đợi. Đó, quá dữ.
Ủa? Cái này vẫn chưa thay đổi vậy? Nó vẫn chưa thay đổi mà, kỳ thôi. À, service là sửa chữa luôn rồi. Mặc dù dịch vụ nhưng mà giờ đã phải sửa chữa luôn rồi. Để mình chỉnh lại cái này đã. Dark Rose đi. Cái màu này cũng được, mình thích cái màu nó nổi hơn. Yes, miễn phí mà, ngu thì không xài đúng không? Miễn phí mà. Chúng ta không phải bỏ mà chúng ta phải order luôn mà, mặc dù nó không có tốn tiền mà chúng ta phải order là có thôi. Ok, chúng ta sẽ xong cái chiếc xe của chúng ta. Rất là đẹp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình nha. Bấm X nè. Mình bấm X rồi cứ nhảy nhảy lên là sao trời. Auto. Ok, auto. Bây giờ nó sẽ đi tới đâu đây? Quest location. Tới đó luôn hả? The Enron Prince. Trong vòng đi trong vòng 1 phút nó có tính thời gian cho mình đi nữa hả? Hay vậy? Xe mua chân luôn bấy. Hay. Mình đâu có lái đâu. Ủa thằng nào lái vậy? Có cả hệ thống đếm xăng nữa kìa. Ủa, thằng này lái phải mình lái đâu. Có thằng khác lái rồi, thằng Ignis lái rồi. Còn mình đang điều khiển Noctis mà. Thế đâu có lái đâu. Giờ chúng ta chỉ ngồi ngắm cảnh thôi. Tại vì thằng kia nó ngồi lái hết trơn rồi, mình đâu có lái được nữa. Ủa mình lái hả? Tại đó mình... Nó có cái autopilot hay sao, nó tự động nó lái, mình đâu có bấm gì nhiều đâu. Mình chỉ bấm chạy qua chạy lại được thôi nè. Đề ga cái kiểu R2 là... Ủa, R2 mới là thắng chứ, sao giờ là thắng ta? À đúng rồi, L2 là thắng, L2 là thắng. Còn mình đang muốn nó đi nhanh hơn. Đổi góc nhìn nè. Góc nhìn một bên này nè, nó hơi kỳ kỳ. Mình không thích cái góc nhìn này cho lắm. U-turn là quay một cái vòng chữ U luôn để quay ngược lại. Đó, thằng này lái thì chúng ta đỡ phải điều khiển. Cũng được, cũng tiện. Có auto nữa ha. À đáng lẽ nãy mình đúng rồi. À đúng rồi, nó nãy có hỏi là mình là auto lái xe hay là mình tự lái xe. Thì nói lo mình bấm auto, mình tưởng nó là auto tự chọn nhiệm vụ á. Mình cứ tưởng là vậy, ai ngờ auto lái xe luôn. Cũng tiện ghê chứ. Hay là Ignis will not drive while demons are around. Noctis take the wheel. Thằng Ignis nó sẽ không lái khi mà có mấy con quỷ xuất hiện. Và buổi tối thì chỉ có thằng Noctis nó lái xe thôi. Còn mấy anh này nó không lái đâu. Vì ban ngày nó lái thôi chứ ban buổi tối nó không lái, chảnh chó. Mình là hoàng tử mà nó không có tôn trọng gì hết. Andra. 届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん。覚えてる。ジールの花。
いざ気をつけて帰れよ答えないだろうけどさ一応じゃあ聞くなそれって何してんのだよね荷物も届けたしガーディナに向かおう Giờ chúng ta đi tới chỗ Gaudin Quay, nhiệm vụ mới hả? Chút ít cái. Sắc kỳ nội mật ni mèo đa siêu ateno gà mãi lệ tê sa. Mèo đa siêu. Hôn tòa nô kêu gọi gọi. À, chắc kỳ nô kêu gọi 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 để mình làm nhiệm vụ chính thôi. Hiện tại là mình chỉ làm nhiệm vụ chính thôi nha. Tại game này khá là dài. Còn nhiệm vụ phụ có lẽ mình sẽ làm sau như mọi khi mà mình hay làm á. Nhiệm vụ chính nè. Này chưa xong nữa hả? Hunting is hazardous business. Khi mình nghĩ là hình như phải làm nhiệm vụ phụ nữa thì chúng ta mới xong được mới làm được nhiệm vụ chính. Quest nó nằm tối đằng đây hả? Ủa rốt cuộc là mình delivery ngay chỗ này mà phải không ta? Còn cái chỗ mình đang đứng là chỗ nào? Tối đằng đây, ủa? Mình chưa đi tới nữa. À rồi thì đã hiểu. Để mình lên lái coi. Auto Quest location. Nó tới đây lần. Xa tích. Nhìn nơi này nhiều chính, đây nhiệm vụ phụ đó. Chúng ta còn tốn rất là khá là nhiều thời gian. Và mình sẽ ưu tiên nhiệm vụ chính cái đã. Rồi chúng ta muốn đi đâu đi. Không mà cái game này cũng có chế độ ô tô lái xe cũng đỡ chứ. Cũng hay. Lỡ lái xe cực nhọc với lại đỡ phải lái xe mà cái kiểu như thế kia. Chúng ta có thể thoải mái hơn ngắm cảnh cái kiểu trước khi mà đi xe có xăng nữa kìa. Chúng ta tốn mấy dạch rồi đó đi từ đó mới tới đó rồi cũng tốn mấy giờ xăng. Nhưng cũng không quá nhiều. Cái nhìn cái góc nhìn này cũng hay. Prompto rồi Claudius nè. Claudius. Tên này khó và cái là. Chúng ta ngắm cảnh xung quanh như thế này. Mấy là bạn nào có một cái TV HDR thì các bạn sẽ thấy cái màu sắc nó đẹp hơn nhiều. Tuy nhiên lên clip mình không biết như thế nào thôi, mình quay một cái chất lượng rất là cao rồi. Nhưng mà lúc mà lên clip á, cái codec xử lý của thằng YouTube là một cái vấn đề khác cho nên mình cũng không rõ nha. Ý, công nhận có cái lái xe tự động nó cũng tiện rồi ha. Nó có mấy cái đường tới tối nè, nó bật đèn xe mà nó đi lái cũng biết đường, nó thấy đường mà lái cũng hay. Gặp mình thấy mình chết liền luôn á. Fast travel to NP UV system. Chúng ta có thể fast travel là những chỗ nào chúng ta đã đi ngang qua rồi và có thể là biến thành cái cam ngay chỗ đó. Mà để cái góc nhìn này mới hay nè ba. Nhìn đường giờ giống như mấy đường ma vậy không? Nhìn nó cứ ghê sao ba? Tới hả? Nocto, 夜 の drive は危険だ。 一度町に戻らないか。Cái chỗ này khá là nguy hiểm. Nếu mà về đêm thì chúng ta nên về thị trấn trước khi mà buổi tối rồi. Bố éo sợ, vô thử luôn. やはり危険だ。どうしてもと言うなら止めないが、よく考えてくれ。Các bạn có muốn thử game kinh dị không? Các bạn có muốn thử game kinh dị không? Để mình coi thử. Không, nó không lái nữa hả? Nó không lái nữa, tao lái. Nocto, 本当に大丈夫か? かなり暗いぞ。Mày không lái nữa, tao lái. Learner's permit. Không, chứ bỏ xe đây làm cái gì? Game kinh dị đây. Để xem buổi tối nó có gì trong đây mà tụi này nó phải sợ, nó không dám vô. Cái kiểu là lại mình cứ tưởng đi, ô đi cái cốt truyện thì đi thôi, có gì đâu mà phải xoắn, đúng không? Không việc gì phải xoắn. Nam Nhi đại trưởng phu đúng không? Nam Nhi đại trưởng phu không thể nào xoắn như thế được. Sao là quẹo bên đây? Nó tự động nó quẹo luôn hay thiệt.
mình chỉ nhấn ga thôi. Nãy giờ mình chưa bấm quẹo chưa bấm gì hết rồi. Nó giữ đúng cái đường đi tự quẹo luôn nè, mình chỉ nhấn ga thôi. Là thằng Noctis nó lái, chứ vậy là thằng Enix lái nữa. Thường là Enix nó lái rồi các bạn không cần phải nhấn ga. Còn này game nó tự động nó lái giùm, thì nó chỉ quẹo giùm thôi, nó đi theo đường, đi theo cua như thế này. Là mình nhớ, ủa chắc cũng cao lắm mà. Parking spot rồi, cái chỗ vị trí thôi mà, cần gì phải sẵn. Outpost, một khu outpost mà. Chúng ta đi xuống được rồi hả? Kiếm cái chỗ bãi gửi xe coi. Rồi sao chúng ta lại vứt xe ngoài đây ta? Thế nghĩ chúng ta nên xách cái xe đi vô luôn đi chứ. Đúng không? Lái cái gì mà xoắn cái gì nữa. Vô hẳn luôn, có cái chỗ mà để xe đây mà. Chỗ để xe nằm trong đây mà. Park nè. Đó, phải để xe nó để trong đây nè. Head to Garden Way. Hop on ferry. Đó, để xe trong đây nè, nó phải quẹo cua lại, nó để trong đây nó hiện lên mà mình bấm, nãy mình bấm không được, giờ nó mới bấm được nè. Đó, thấy chưa, nói rồi, tối thì tối chứ đâu phải có gì phải xoắn đâu. Đợi giờ chúng ta đi đâu nữa nè. Ơi, chỗ này có vẻ câu cá được đó, anh mày thích. Mà làm sao đi qua kia trời. À, có cái cầu. Lỡ đi xuống dưới đây luôn rồi nhé. Để lên cầu lại coi. Ồ, cái chỗ này đẹp ấy chứ. Take photo, chụp ảnh cái nhẹ coi. Mấy đứa lại đây, chụp ảnh ơi. Take shot from here. Picture time. Radio not. Ok, chụp chưa? Mình lỡ chụp rồi hả? Là thằng kia sẽ chụp. Ồ, nhìn nè, nhìn nó thơ mộng thì chứ, cái kiểu này giống như là đi hưởng tuần trăng mật vậy mà. Nhìn đẹp vật lờ, nhìn giống hai bên cái nến này nọ, kiểu mà để xung quanh. Ồ, sao này đâu ra xuất hiện, nhìn ghê ghê sao mà. Nến hai bên để xung quanh thôi, này cái này là đèn với nến nha, nhưng mà nếu mình gặp cái này mình cũng thấy cũng đã. Nhìn giống như là bạn đi Hawaii ấy, kiểu như vậy ha. Cái nhà nó kiểu ngay giữa nước rồi, cái sông ở lòng cái biển, nhìn nó đã rồi, cùng thêm cái thiết kế như vậy nữa, nhìn nó bắt mắt như lại. Zannen na oshirase desu. Ha? Fune nori ni kitan desho? Sou da kedo. Dete nai tte sa. Nan da anta? Matsu no iya nan da yo ne. Kaeru ka tte omotte. 停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで？出ねえよ。それ、お小遣い。は？おい、あんた何なんだ？見ての通りの一般人。ねえわ。 Ồ, và cái thằng đó, nếu mà bạn nào có coi cái phim King's Clave giới thiệu thì bạn sẽ thấy là thằng đó bên cái phe Nilfheim, là thằng đó kiểu như là sứ giả để gửi tới để đánh bên mình á. Để đến chị nhẹ coi. Talk gì đây? Nấu ăn đi. 4.500 tiền. Chúng ta còn có 750 à, có món nào rẻ rẻ không trời? Mắc quá sao mà ăn. Hào. Này những con hào ha. Cá gì nhìn ghê vậy, có răng gì, răng nanh nhìn ghê, tăng đam đấm, nhưng mà tiền đâu mà ăn trời. Tăng đam lửa nè. Tăng đam đánh luôn nè, tăng máu nữa. Nhưng mà phải level 12 luôn. Còn này hoặc là máu bình thường là tăng 25% là chỉ tới level 1 chứ mới có. Còn mấy này để sau đi. Mình cứ tưởng là này nọ chắc ghê lắm, nhưng mà cái khu này đẹp thiệt. Ồ. Bây giờ nó thậm thêm cái vị trí để mình làm mấy cái activity khác.
Còn này là dây hunt. Cái này là phải thằng Claudius làm mới được. Grease to the beach the Goldman of Vanat. Hunt cái này để từ đi. Mấy cái con này nè. Có lẽ sẽ được, chúng ta sẽ được kinh nghiệm gì đó. Còn nhiệm vụ chính của chúng ta tối đằng kia luôn. Nãy giờ ta đang chill out ở chỗ này, nhìn rất là đẹp và mình đang muốn thư giãn đây. Nhìn rất là thoải mái và cái khu này rất là đẹp. Mình không muốn bỏ đi liền mà. Chúng ta xong nhiệm vụ rồi nè, mà chúng ta xong nhiệm vụ rồi. Không biết có lên cấp không nữa. Luận nó cũng cộng đều mà thấy nào cũng cộng như nhau. Mình thấy cũng lạ. Đây câu được bao nhiêu điểm rồi. Skill. Ồ, cái kỹ năng là khác, cái còn cái nâng cấp này nè. Mình có 5 điểm. 5 điểm nó đâu làm cái gì nữa đâu. Cái này đòi 8 điểm luôn. Mà một đống skill kỹ năng khác nhau một đống quá trời. Chắc nâng mệt nghỉ luôn á. Không biết có cộng nhiều hay không thôi. Rồi tới đây không còn gì hết ta. Gone hunting. Ok. Còn nhiệm vụ chính nó có nhận chưa ta? Hình như hết nhiệm vụ chính rồi ta. Cái khúc này sao nó vẫn chưa đưa nhiệm vụ chính nữa? Mình tới cái chỗ này rồi mà ta. Hình như nó phải lại nói chuyện với nhỏ đó hay sao? Ortisie o derarenai n datte. Sono suji no jōhō ni yoruto, kyū ni kisei saretan da sō de. De, kimi ra Noctis ōji go ikkō da ro? Konnichiwa. 俺 D の。 俺新聞記者だから、色々知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？ じゃあ聞いてやる。 なあ、ノリいいじゃん。じゃあ静かして。 場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ、宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら、王子の情報売っちゃう感じで。 Đây nhiều chính đây. A gentleman agreement, chúng ta có thỏa thuận như thế này là nếu chúng ta làm việc cho, những cái việc mà cho nó thì nó cái thuyền nó sẽ tới đây, mình có thể đi ra khỏi chỗ này. Tiếp tục hành trình của chúng ta. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu vô công việc chúng ta cần phải làm nữa. Mấy cái chỗ này chúng ta không thể phóng lao được nha. Tùy một số chỗ nhất định chúng ta không phóng lao được. Quest, để coi mình coi vị trí coi. Level 3, map đâu rồi. Nó có hiện cái quest hả? Kiểu như có nhưng mà ý là ủa gì đây. Nhiều phụ hay sao á. Để mình làm nhiều chính cái đã. Để coi. Mấy nhiều phụ có lẽ mình sẽ làm sâu để nó nâng kinh nghiệm nổi cái kiểu cho mấy con này. Nhưng mà làm mình không có quay mình. Tại cái này khá là dài dòng mà nó bộ quay nữa nó rất là tốn thời gian. Các bạn cũng thông cảm. Mình sẽ tập trung vào cái cốt truyện thôi. Thì cái đó thứ quan trọng nhất mà. Ok, và 0.50 mấy dặm nữa hả? Trời má xa tích. Mà chúng ta phải đi bộ lên hả? Hay là chúng ta phải... Trời má xa vậy? Thôi chúng ta lấy xe, thiết nghĩ chúng ta nên lấy xe đi. Lấy xe xong rồi chúng ta chạy ra chỗ đó và đánh thôi chứ kiểu này xa tích. Chỗ tú đằng đây. Mà giờ nó không có cho chỉ đường ta. Đường này chắc có một khúc là mình đi được rồi ha. Chúng ta tới kia chúng ta trả vụ cho phải chạy ngược lại khúc này. Để xong rồi lát chúng ta phải chạy ngược lại nữa. Để đi đón thuyền. Ê, hình như hơi quá rồi.
quẹo luôn. Nó không đi ra khỏi đường chính được bay. Là giờ nó nhận cái xe rồi. Cái xe là giờ chúng ta chỉ thể đi hướng đó thôi à. À không, đi mà chúng ta đi cái hướng này nó vẫn ra, đúng rồi, đi hướng nó chỉ à. Để nó chứ sau nó tự lái là tự lái đi hồi cũng đúng à. Mà nó không biết cái nút nào tăng tốc cho cái này được không ta? Nó lái đúng chậm luôn. Lát nữa mình xuống tới kia mình đổ xăng cho cái xe này nữa chứ. Nhưng mà xăng còn nhiều, xăng còn khá là nhiều. Cho nên chúng ta cũng chưa cần thiết phải đổ sớm gì đâu. Mình cũng hơn là mình đi lấy cái xe chứ không là lấy hồn mình đi bộ xuống, đi bộ lên chỗ nãy chắc ọc máu chết. For real. Xa. Xa lắm luôn. Đó, bây giờ chúng ta thấy nhanh hơn một tí. Mà chúng ta phải đi làm cái gì nè, mình cũng không rõ, mình không nhớ nữa. Myro Deposit tới cái chỗ đó. Chỉ cần tới thôi. Mà nó không có hiện lên là trong bản đồ là mình đang đi tới và có nó cứ chỉ dẫn. Mình chỉ đi đại thôi. Và vô tình là nó có. Cái chỗ này phải. Ra em biết ơi. Ra. Tới đây mấy đứa. Giờ chúng ta có đèn pin nữa ha. Hay thiệt. Ồ phải chạy người qua chỗ này đấy chứ. Gì đây? Ờ không, chứ phải, mình nghĩ là chắc phải chạy lên trên á. Chứ xuống dưới này thì hơi kỳ, nếu mà mình đã lỡ chạy lên trên chẳng lẽ là chạy ngược xuống dưới lại đúng không? Không, mình nghĩ là chắc phải cái tại nó xây cái đó để làm cái gì cũng phải có cái lý do của nó. Muốn chúng ta đi qua đây mới đúng nè. Mình cứ tưởng là có mỏm đá khác. Mà nếu mà có mỏm đá khác chúng ta không cần phải chạy nguyên vòng như vậy. Man, sleep, I need sleep. Since we a full night rest time, we put an end to that. Nó kêu là nó cần ngủ rồi, chết cha mình lỡ nhận nhiệm vụ rồi. What the fuck? OMG, man! Cái thể loại gì vậy? Nó nhìn ghê quá con, gặp trời tối nữa. What the fuck? Thể loại gì vậy trời? Nó không biết mày, bà con ơi. Ghê vật cờ lơ. Rồi rồi, chết, chết bà rồi. Nó dậy rồi. No. Công nhận tụi Nhật nó chế ra những cái game mà nhìn ghê quá ba. Những cái làm mấy cái pha cộng thêm camera nữa chứ. Đừng nói đánh boss nha. Con này mà boss là mình chết chắc rồi. À cái câu mà mình gặp lần trước á. Nó bay lượn lượn nhưng mà giờ nó bay mới bay hết trơn. Bay rồi, bay rồi. Sao camera nó cứ nhìn cái con nó hoài vậy? Lúc mình giờ đang muốn nhìn xong mình thấy camera nó cứ nhìn qua kia hoài. À cái này đây. Chúng phải đi lấy cái này. Ờ, nên travel at night. Chúng ta không nên đi ra ngoài vào buổi tối. Chúng ta nên về cái này. Bấm R3, bấm map, return to rest boy. Rest boy chỗ chúng ta chưa nghỉ trên đó. Nhưng mà chúng ta nên về cái chỗ này thì sẽ hay hơn. Hoặc ít ra cái chỗ nào mà chúng ta có thể về được. Caravan. Return to car. Chúng ta chưa có return current parking spot. Cái chỗ này hả? Return to car thử coi. The Empire of Nilfheim. Nó có giải thích nè. A war machine that control the greater part of the world driven by I can my magic tech. À, chúng ta quay trở lại cái chỗ cái xe đây để mình lái nó về. Manual. Ủa cái gì vậy? Vừa mới ngồi lên xe cái gì nó phát hiện ra vậy? Cái game này làm nhiều lúc thấy ghê quá bà. Chết cha con chim à. No no. Chạy đi mấy đứa. Đứng đó làm cái gì nữa. Chạy đi. Ghê vật cơ lơ. Thiết nghĩa là nãy mình không nên đi ra buổi tối. Mình đang đi xe ngược chạy về cái chỗ nãy nè. Vật cơ lơ. Có cách nào quay đầu lại không ta? U-turn nè. Đó. Vậy đi, cho nhanh.
Để cái U-turn xong chạy ngược lại. Má, like a boss. Đi tối gặp nguyên con thể loại bự tổ chán. Mà nó còn bay vòng vòng nữa chứ. Xong nó bay ra đã rồi nó ra đáp mình vô đó xong nó nhìn mình nữa. Mình mà lại đó khó, khó phát hiện chứ nó lại nó quất nguyên xe mình bay luôn quá. Con đó thì chắc giờ mình chưa quất nổi đâu. Nhìn nó to quá, nhìn nó đồ sộ quá. Mình quất hồi đó mình lên dĩa trước nó luôn. Thiết nghĩ mình không nên đi vòng vòng buổi tối như thế này. Mình cứ tưởng là buổi tối làm nhiệm vụ được. Mà cái nhiệm vụ bắt mình phải đi buổi tối và mình không có đi ngủ. Mà đem nói cái không đi ngủ là bắt đầu là gặp những thể loại sinh vật lạ, thấy không ổn rồi. Nhưng mà hay chứ. Ok, thiết nghĩ mình nên đổ xăng đi. Xăng mặc dù cũng hơn, còn hơn một nửa nhưng mà cứ đổ cho chắc ăn, kiểu sáng không cần phải. Không biết đổ miễn phí hay tính tiền nhiêu nữa ta. Refill có 10 đồng à, quất đi. Tiếc cái gì đúng không, đổ xăng mà tiếc cái gì có 10 đồng à. Chắc nó thay đổi thêm là kiểu mức độ thôi. Nghĩa là nếu mà nó có độ xe nhiều hơn nữa mình thích hơn. Mình không thích cái hình 4 thằng này cho lắm. Nhưng mà nếu mà nó có độ lại thì mình sẽ thích hơn. Hoặc là mua xe mới chạy nhanh hơn ví dụ vậy. Hoặc là phóng tốc độ bàn thờ rồi phóng phát tới luôn ví dụ vậy. Cái đó chứ nói cho mình vẫn không rõ thôi. Shop đi xem này bán cái gì. Buy Elixir. Mình có gì để bán không? Không. Toàn thuốc không mà. Cái thứ mấy thứ mình cần mà. Còn mấy thứ mà mình không cần là bán không được. Mình là không có để bán đâu. Ok rồi, chúng ta sẽ chạy tới kia để trả nhiệm vụ lại cho thằng cái thằng kia. Là chúng ta sẽ gặp con thuyền hay cái gì đó. Đi nè mấy anh em. Gì đây? Có gì đây? Vừa mới thấy pick up cái gì á. À ok. Nhưng cái chỗ này chúng ta pick up được hay sao ta? Metal scrap. Một cái mảnh của kim loại. Đấy, đi một hồi nó mệt, nó đuối đi chậm chậm lại. Đi lạ, hai người lạ nhìn mắc cười thiệt chứ. Nó đàn ông nhìn cứ kỳ kỳ, nhìn cứ BD sao. Với lại lần trước mình có nói với các bạn đó là bên bên Nhật Bản thì họ cái cách nhìn nhận trai đẹp của họ nó khác. Và nếu như các bạn thấy bên đây nó kỳ dị nhìn giống như HKT nhưng mà thực chất đối với bên Nhật nó gọi là đẹp trai đó. Nhưng bên đó người ta khoái người tóc dài. Còn để undercut như bên mình đó thì mới gọi là xấu á. Ore, shinbun kisha ken accessory ya de. Kore de mata ii no tsukurechau jan. Kanji waru katta de shou. Kore kekkou kishou hin de. Gomen. Ouji odo shite demo ore wa hoshikatta. 難癖つけたお詫びに情報を君らがもらった金か。あれ、神奈木就任記念硬貨。あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。で、これ宣伝。はい、俺の作品ご贔屓にどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど。宿代にでも使っちまえ。You on board? Okay. Ok, và nó giữ đúng lời hứa đối với chúng ta thì bây giờ nó sẽ cho chúng ta lên tàu nhé. Demo accessory ya demo aru nda yo ne. Shuppatsu junbi dekita tte. Okay. We are unable to return for some time. You wish to continue? Yes. Đi chứ. Đi chứ sao không đi đúng không? Chúng ta chưa ngủ nữa hả? Giờ cũng có chỗ nào đi ngủ không ta? It's bedtime. Tới giờ đi ngủ. Giờ mới nhắc luôn là nó đi ngủ thiệt ba. One day elapsed. Ồ, giờ mới bắt đầu đi ngủ nè. Ok, lodging. Ngủ đi thì mới tăng level được. Đúng rồi, tăng tiếp em. 6 luôn, level 6 luôn. Ôi, mém nữa level 7 rồi, tăng lần 3 cấp luôn. Kinh thể. Cộng tới 53 điểm ability point. Ồ, nhiều đó, anh thích.
photo rookie. Photo lên level 2 nó tăng, nó được cái trophy nữa mới đâu, mới được chứ mới hay á. New filter, lên cấp nó cho filter thêm đi chụp ở Instagram cái kiểu nè. Ê, tấm này đẹp nè. Tấm này đẹp ấy chứ. Rồi đó, next. Lo mấy hàng này nó làm được việc đó chứ. Chụp mấy tấm nhìn cũng đẹp, nhìn cũng ảo. Ok, vậy nó chuẩn bị tới cái gì đấy, là mình không rõ là sau khi ngủ xong nó làm cái gì nữa. Nhưng mà chúng ta đang rất là háo hức để chờ xem được cái thứ đó là cái gì. おはよう。 エグニスは? すぐ戻ってくるだろう。 なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。 帝国軍は王都城周辺を爆撃、国王陛下が死亡。おい待てよ、知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そして王都は、バカ言うな、俺たちは俺たちに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。 だといいのに。他に情報は自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろう。どうだ。 Và nó có nói khá là nhiều, giải thích một số vấn đề về cái cốt truyện qua cái scene vừa rồi. Như vậy các bạn cũng đã thấy rồi đó. Thì Niflheim có ý tưởng xâm chiếm bên Insomnia, tức là bên Lucis á. Thì đã bắt đầu đã đánh chiếm được rồi và phá hủy cái shield. Và lúc đó ông vua đã bị tướng Troika hay gì đó, tên gì mình không nhớ nữa, Clouka hay gì đó, đánh và giết chết luôn rồi. Thì
Nếu bạn nào coi cái phim King's Clay, bạn sẽ biết cái kết cục sau đó thì sẽ có thằng khi nó quốc thằng Long Ông đó. Tuy nhiên thì mọi chuyện nó vẫn phải dựa vào tay của Noctis tại để giành lại vương quốc của chúng ta. Thì nãy nó cũng giải thích khá là nhiều cái phần mà mình cũng đang tính nói với các bạn đây. Thì như nãy nó cũng đã nói cái phần báo tại sao mà bên kia nó có nói là nó mặc dù biết cái tổ chức cái đám cưới này rất là nguy hiểm nhưng họ vẫn cho vô, và tại vì bên Insomnia vẫn đã thủ sẵn kiểu như là có một số thông tin manh mối trước khi mà để này để đảm bảo rằng mà chúng ta không bị có vấn đề á, để cho bảo chúng ta không bị có vấn đề, cho nên kiểu như có tình báo này nọ kiểu, nhưng mà vẫn bị, cuối cùng là vẫn bị mà chúng ta không thể đánh trả lại được. Thì kia trong cái điều đó chúng ta thể suy ra có thể là chỉ nhất là quân chúng ta có kẻ phản bội, tức là có kẻ phản bội và có kẻ chỉ điểm cho tụi nó, và thậm chí là lời dối trá nãy như hàng này kia nói the lies, tức là chúng ta đã bị xạo, tức là bên trong quân của chúng ta cung cấp thông tin giả và chúng ta không hề biết về việc bên kia chuẩn bị tấn công. Và tới đó là quá bất ngờ, chúng ta không thể nào đánh lại được nữa, mặc dù có chuẩn bị cỡ nào thì chúng chúng ta vẫn không thể nào quất được. Và chúng ta đang thấy hai con thuyền chắc của tụi Niflheim đang đem qua để đánh bên mình. Humanoid weapons of warfare to be resized. Những con tàu được thiết kế bởi con người để chuyên để chiến tranh. Chắc là của tụi anh đội Niflheim đem qua đánh bên mình rồi. Chết cha rồi. Chúng ta đang đi tới cái border, tức là cái biên giới của Insomnia. Mình nghĩ là tụi kia nó còn nhắm tới một cái nhiều cái mục đích hơn là chỉ đơn thuần là đi chiếm thế này. Và mình rất là buồn thì thấy ông vua chết, nhưng mà cô không nghĩ là ông vua chết đâu. Không, mình cũng có nhiều giả thuyết lắm, mình nói chung là mình cũng tưởng tượng vậy thôi là. Rồi chưa kể là nếu bạn nào coi, bạn thấy tướng ông tướng bên mình á, ông captain bên mình á, tức là sau này bị phát hiện là phản bội bên là cuối cùng ông là tướng Loka bên phía Niflheim. Rồi là mình cũng không ngờ tới điều đó. Nhưng mà cái đó là cái manh mối duy nhất, nhưng mà như mình có đọc có nhiều cái giả thuyết trên Reddit á, thì nó lại nói là ông nói có thể là lại là kiểu như Yokova cái này. Lại là kiểu như là anh em song sinh thì đó. Ôi nó phát hiện rồi, quật luôn, sợ cái mẹ gì nữa. Mày đánh dở quá mấy đứa ơi. Ơi phóng lao theo lao nè. Ôi nó phóng mém được ra ngoài luôn rồi. Fly side liền, dính liền đội vũ khí cái nhẹ coi nó nổ hay sao ta. Ồ căng đét cái mà cái cây này nó hơi yếu ha. Cây này hơi yếu một tí nhưng mà không sao, cũng được. Quánh cũng không đến nơi nào, A cộng nữa. Mỗi lần đánh vậy có cái report car nhìn cũng hay. Chúng ta vô cover như thế này chúng ta sẽ được hồ mana rất là nhanh. Đi. Chúng ta đi qua đây. Để đi vô trong. Cái combat nó chỉ dở một chỗ là cái hệ thống kiểu như cái hệ thống. Bây giờ mình bấm cái này nè. Hệ thống camera của nó nhìn nó cái kỳ hay sao á. Này thì sniper nè. Ồ nó có súng ngắm rồi đây. Mình cứ tưởng Ê quốc đại coi. Ê thằng kia bị mất máu nhiều vậy. Chromto còn chút xíu máu vậy. Ê để hồi máu coi. Hồi máu coi. Ô sao bấm R2 rồi nó không hồi nè. Ở đây có đây. Có mua hết Prompto.
Hồi cái nhẹ coi. Ôi sao chưa hồi nữa. Potion, cái này là hồi hồi một nửa máu luôn mà. Prompto, thằng này đang mất máu nè. Đã đang mất máu sao không hồi ta. Mấy này bắn căng quá. Biết lại cái game này nhiều lúc đó, cái nút đó nó cứ lẫn lộn hoài mình cũng khó bấm. Để mình thử vũ khí khác coi. Ủa là mình bấm hồi máu sao từ kia nó vẫn chưa hồi ta. Chết hết chưa? Thì vẫn chưa chết hết ba. Hồi máu đi. Còn thằng nữa kìa. Nay thì đứng đó mà nhìn Warp Strike rồi xong rồi đó. À rồi. Ồ và mỗi lần đánh xong là mấy thằng này nó tự động hồi máu lại. Miễn là chứ đừng để nó gục hay chết là được rồi, nó hồi máu full lại. Cứ từ từ bình tĩnh. Đồ chúng ta chưa ngon, chưa quánh được nhiều. Game này mặc dù thế giới mở, nhưng mà có số chuyên đoạn của kể chuyện á, cốt truyện thì nó lại hơi tiến tính như thế này. Nhưng mà không sao, mình cũng thấy nó cũng khá là hay rồi. Các bạn cũng có thể là cũng sẽ quen dần thôi. Phải clock on cái kiểu nữa. Ý. Wow, hết mana rồi. Wow. Ôi, mà nó bắn mình gục xuống ngược luôn ở đâu chứ. Rifeman mà làm thấy ghê vậy. Đó, phải vậy chứ. Mày nghĩ mày quánh ai? Ý, tăng đam quá trời á, nhưng mà chưa đủ, như thế là chưa đủ. Đó, phải vậy chứ. Ui, nhưng mà cái mấy hàng này không biết có xin nhờ cái cây này không? Đam cứ bình thường. Ui, nhưng phải đút bút từ trên cao xuống thì nó lại khác nha. Chúng ta có combo đè bấm O liên tục hay sao ta? When friends run out, their ability impair rescue. Ồ, Prompto lúc nào cũng gục hết vậy. Wow. Để hồi máu lại nguyên đám coi. Ignis Prompto đang này nè, chúng ta không hồi máu được. Tôi hồi máu cho Prompto đi. Nó uống được nè. Nó hồi ngay lập tức luôn. Đó, né được liền. Ui, dân chơi. À, không những mà né, phải né đạn nữa ba. Mấy cái này bấm chắc con hư phím sớm. Công nhận. Ui, cái này phải lóc nữa. Mày nghĩ mày quánh ai mà xuống. Ủa, rớt xuống dưới đây rồi. Hết mana rồi. Sao nó kẹt trong đây luôn rồi. Wow. Ui, hết máu. Đâm xuống nè. Đè như O liên tục á là nó quá đâm xuống á. A cộng A nhưng mà Market with cộng can be remodel. Những cái vũ khí mà chúng ta đè vô cộng á, nó sẽ được có thể chỉnh sửa lại được. Nhưng mà đem phải đem lại Hammerhead và kêu con Cindy nó upgrade lên, nâng cấp lên mới được. Trend Lens nhân 1. Rồi để mình bỏ vô thử coi. Item ha, gear nè. Noctis. Engine play. Javelin engine play. Javelin là kiểu như nhiêu ta. Masume. Trend, cái này mạnh hơn nè. Javelin, cái này mạnh hơn Javelin. Rồi Two Hand Sword thì có cái này mạnh hơn Masume nè. Engine play thì không biết có cái nào mạnh hơn nữa không. Không, hiện tại thì không. Mà xài đỡ đi. Glider's Lust thì thằng này nó xài cái cây gì đó. Two Hand Sword. Đam thì cũng như nhau thôi. Ignis thì xài cái cây gì đây. Daggers. Không có cây nào khác.
Nhưng mà mấy hàng này nó không xài chung mấy cây giống như bên Diablo 3, nó không xài chung với cái con tướng chính của nó. Mấy con tướng phụ nó chỉ xài cây riêng, còn bên Diablo 3 là kiểu như các bạn tướng chính xài mà không xài nữa thì dục sang cái con phụ xài nốt hết, có gì cũng xài. Ascension, chúng ta đang có 56 điểm đây. Để coi. Reduce MP code from facing. Được đó, anh mày thích á. Mà trừ 8 điểm hả? Ok, có 8 điểm mất liền. Reduce MP code from facing, giảm nhiều hơn nữa. Giảm khá là đã. 32 điểm. Này là Cleave or Hologram để đánh lạc hướng nè. Recover a bit of MP by blinking through attack in the last second. Cũng hay. And air step to take a step mid air after attack. Cost MP one time only. Take a step, cái này cũng hay chứ. Combat teamwork start gì đây? Basic parameter, cái này là cái gì đây? Two accessory để hai món đồ. Health level increase party member tries the number level gain the effect of similar ability do not stack. Đây, cái này được, tăng hippie, tăng máu nè. Mình thích cái vụ tăng máu ấy. Vitality tăng này là tăng máu nữa nè. 99 nữa. The number of level gain the... này được á. Tăng điểm spirit. Tăng còn này là tăng gì, tăng sức mạnh đây. 99 điểm, nhiều phết. Tôi mới tăng lại khúc kia. Vitality mình cái gì mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà để coi còn này còn tăng gì nữa ta. For long trips in the car, cộng điểm ability boy bằng cách ngồi trong xe lâu. Đây được á, hay đó. Nhưng mà 32 điểm rồi. Mình không biết mình, mình còn 38 điểm. By Chocobo. Đua xe hả? Extend startup boost time from mil eternal. Chúng ta sử dụng cam giúp sẽ được nhiều điểm hơn. Hay, anh mày thích. Cooking someone favorite food further extend at cam. Cộng 99 điểm, mấy cái nào mà kiểu như là cộng rất là nhiều á thì chúng ta sẽ được cộng nhiều điểm hơn. For catching a fish. Long trips in cars. Cái này đi. Này hết điểm rồi, nhưng mà này cũng được. Ok, hết điểm luôn. Xài cho nhiều nha. Map rồi. Chúng ta phải đi hướng ngược lại chứ, phải không ta? Hướng này mới đúng, hồi nãy giờ chúng ta đang đi mà, phải không ta? Nãy mình đánh loạn xà ngầu lên hết, mình cũng không biết mình đi đường nào nữa. Đánh loạn hết luôn. Máu của Romto giờ nó không hồi nữa, thì mình nên bơm máu nữa. Cái này nó không hồi à. Đây, chỗ này uống cái này nó phải có cutscene là nó uống á thì nó mới hồi, còn không nó đâu hồi nữa. Còn mình thì nó tự hồi là cái chuyện đương nhiên rồi. Mà cái game này không những là bạn phải né đánh mà còn phải né luôn cái súng ngắm, mà trong khi một đám nó đánh loạn sang ngầu đó mình cũng không biết phải né nào, mình cũng không để ý.戻れない。ああ。はあってなんだよ。なんなんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父はルーナは王子が死んだってどういうことだ。説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ？陛下は亡くなられた。
Chúng ta xong nhiệm vụ nè, cộng điểm kinh nghiệm quá trời luôn. Lên level đi mấy đứa, để anh còn nâng cấp điểm nữa. Lên đi, đúng rồi, lên nhiều vô. Ủa sao cũng chưa được nữa nữa. Bây giờ mấy đứa cũng mình phải làm cái gì đó thì tụi nó được cộng điểm. Còn chứ nếu không thì tụi nó đâu có cộng điểm đâu. Đâu có nâng nữa đâu. Còn không là chỉ nâng toàn mấy cái bình thường mà nâng lên level thôi. Còn chứ điểm AB mà chúng ta không này nọ thì nó đâu có lên nè. Ồ, giờ chúng ta đã xong được một chat. Chúng ta tốn gần 2 tiếng. Thì chúng ta tốn gần 2 tiếng chúng ta mới xong được một chat. 2 tập. Chapter 2 No Turning Back, không quay đầu được nữa rồi. Bó tay rồi. The four friends set forth to find answer. Chúng ta đi tìm cái câu trả lời tại Hammerhead. Chúng ta đã bị xâm phạm lãnh thổ rồi. Giờ bốn đứa chúng ta là chỉ có đất nước đang trông cậy vào chúng ta rồi. Không có chúng ta là chúng ta sẽ bị thằng mấy thằng kia đe đầu cưa cổ. Và điều đó không được xảy ra. Woohoo. No turning back. Công nhận cái game này nó làm cho mình có nhiều cái cảm xúc rất là khác biệt và rất là cuốn hút. Và mình cứ muốn chơi đi chơi hoài để tiếp tục cái câu chuyện như thế nào và làm hoàn thành cho xong và để biết nó như thế nào. Tại vì nhìn nó rất là đã, nó là rất là đã, rất là ghiền. Cái này là sức mạnh của những vị vua, the power of the king. Thì mình nghĩ là nếu các bạn nào coi phim đó, mình chỉ là nghĩ theo cá nhân của mình nha. Mình không biết rõ là cái nội dung có đúng như vậy không. Thì các bạn có để ý nếu mà lúc mà thanh niên lính của ông Regis lúc mà cầm cái nhẫn của lên và đánh đổi cá cược, thì lúc đó khi vừa cái đeo cái nhẫn lên thì nguyên một cái hội đồng hiện ra, là hình như là vị vua của những vị vua mình có nhắc rồi đó. Thì vị vua của những vị vua cho thằng này một cơ hội, có một sức mạnh của mấy ổng để đánh bại của thằng tướng phản bội. Thì và buộc là do thằng đó nó không có kiểu như là không có phù hợp và kiểu như là không có đáng với cái nhẫn đó, thì nên buộc thằng đó nó cũng đã đánh đổi cược mạng sống rồi, cho nên đành phải vậy. Và cái thanh niên nó chết trong vòng sau một tiếng trao đổi với vị vua. Tại vì bạn chỉ thể giữ được nó khi mà bạn xứng đáng nó thôi. Là chỉ có vị vua Regis và kiểu như là sau này là Noctis mới lấy được cái đồ. Mấy năm mình nghĩ là Noctis mới xài được cái nhẫn đó thôi. Chỉ có mỗi mình Noctis thôi. Kiểu con ông cháu cha COCC thì chúng ta mới xài được cái nhẫn đó thôi. Còn những người mà không đáng là chỉ
xài cao lắm một tiếng rồi xong rồi chết. Còn giống như một cái cảnh mấy bạn coi phim mà thấy là thằng kia vừa mới đeo nhẫn vô bị đốt cháy luôn, chết luôn ngay tại chỗ mà còn chưa kịp xài nữa, thằng kia xài được một tiếng là mừng lắm rồi đó, sức mạnh vô biên mà. Còn không thì trước giờ là đều là nằm trên tay, cái nhẫn nó đều nằm trên tay của ông vua Regis. Và sau này mình nghĩ là chắc chắn chỉ có thằng này thôi, COCC. Nói cho vui vậy thôi, nhưng mà ý là kiểu giống như búa của Thor ấy, phải cần phải có người. Mục đích là Crystal và chiếc nhẫn của cô ấy. Thương thuyết của cô ấy là không có từ đầu. Nhưng mà cô ấy đã bị lừa rồi. Đồ ngốc. Vậy mà cô ấy dễ dàng bị lừa rồi. Cô ấy đã 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 bị lừa. あいつは城で戦争したのさ、迎え撃ってやるつもりでな。だが、備えちゃいたが、力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはこれの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。Cái chuyện này giải thích cũng khá là sâu sắc ấy chứ. Cái cách mà nó truyền tải cái nội dung cảm động vô color. Chú sẽ nói chuyện với con sít đâu rồi? Nó đâu rồi? Chú thấy nó đâu không? Nhiệm vụ kêu phải nói nhưng mà không thấy đâu. Got information. Okay. At the party outpost. おもしれえもん持ってんな。これのことか？ うん、帝国の奴らと戦った時に拾った。おお、オート製の武器か。そいつをもっと使いやすく強力にしてやろうか。なんだよそれ。改造してやる。改造？車いじんなシドニーだろ。俺は暇でな。よし、とりあえず部品持ってこい。おmình để mình đi nói chuyện nhiệm vụ chính coi. Sid nó nằm đây mà phải không? Thôi nhỏ này không ta? Không, nhỏ này sửa xe, quên lộn. Để mình đi lấy cái xe ra, cái xe mình đổ xăng chưa? Nãy mình đổ xăng hết 10 đồng rồi còn gì nữa. Giờ hết tiền rồi, làm sao để có kiếm tiền ta? Shop. Buy. Mình có cái gì để bán không ta? Tiền gần hết rồi mà không có gì để là bán hết à. Auto, chúng ta săn còn đầy mà. Squad location, legacy, đây. Chúng ta phải đi thôi. Insomnia, RS113. Gặp 113, số cảnh sát công an Việt Nam, đúng nghĩa COCC. Má mà nó đúng à. Gặp 113 nữa chứ đâu, biển là biển... biển không biết của thành phố hay là biển tỉnh đi con mẹ gì mà nhìn nó mắc cười dễ sợ. Fan 213 ơi, này là chỉ có nước con ông cháu cha nói không phải đùa chứ, thầy còn phải COCC thì chúng ta mới đeo được cái nhẫn đó. nói chung thì vẫn đùa cho vui thôi. Thằng này là mình nghĩ trong game là chỉ có mỗi thằng này là đeo cái nhẫn đó được thôi, ý là giữ dài lâu á. Với những gì nó đang làm, mặc dù nó là con của ông kia là ai cũng biết cái điều đó rồi. Nhưng mà thì có lẽ là cha truyền con nối. Cái lý tưởng nó vẫn nằm đó. Shopping on the road. Cũng hay. Có những trạm dừng chân mà chúng ta có thể mua đồ được. Mà không hiểu sao cái một thế giới như thế này hiện đại cũng có mà cái thứ cái hệ loại gì cũng có, kiểu như quái thú gì bay vòng vòng nguyên con
nguyên con chim máy bay má nó bự lượng từ tập trước tới tập này má nó lò nãy khúc đầu cái tập này mình cũng bị nó hù với mấy phát nữa, cái tướng này đã bự rồi còn bay vòng vòng nữa kinh dị và cờ lừ, mình đâu có gửi xe đâu, đi luôn mà nó nằm tuốt bên kia là mà cứ bình tĩnh mà đi thôi, dù gì chúng ta phải cứ quẹo vẹo vòng qua đó mà, bà đây nó tự biết lái mà vô luôn, mình đâu có dừng ở đây đâu, mình sao nó đi chậm lại mới đâu, mình cũng biết kiếm tiền kiểu gì là nhiều, nó nhiều cách kiếm tiền lắm, để mình lát nữa mình đọc thử coi. Ok gửi xe. Game này giờ nó cũng khá là sự, đi xe đổ xăng cho đã rồi xong đi tiếp rồi làm nhiệm vụ tiếp thôi. Có nhiệm vụ thì chúng ta mới có tiền thì chúng ta mới đi tiếp được chứ, mới hoàn thành nhiệm vụ mới làm những nhiệm vụ khác được nữa. Nói chuyện cái nhẹ mấy đứa. Transceiver available for launch. Available for launch check. Bấm cái nào vậy? CHQ recently for details. Noctis-sama, ご無事で何よりです。モニカ、他のやつは？警護隊はほぼオートで。イリス様をお守りして逃げるのが精一杯でした。今イリス様にはダスティンが。レスタルムまでは無事お連れできるかと。そうか、すまねえな。将軍はこの先の王の墓所でお待ちです。Choi Car at the Tomb of the Wise. Hầm ngục của những người thông minh hả? Nhìn nghe nó cứ bự bự sao mà. Shop cái nhẹ coi. Nguyên một set đồ luôn bé. Nhìn ngầu vậy ba. Attack 42, guild có 150. Nhưng mà cái này dành cho đứa nào ta? Nếu mà các bạn thấy để không cái khúc mà nó hiện cái War Sword á. Nếu mà mình thấy hai cái thằng 16 bit ở dưới mà nó giơ tay thì chắc mình nghĩ là cả hai đứa đều dùng được, xe đồ được. War Sword mua cái nhẹ coi 150 phải không? Này là thằng Ignis nó xài được nè. Attack 18 mà Javelin mình có rồi, Avengers nhìn có vẻ mạnh stock nhưng mà stock không có cái nào hết ta. Một cái nữa chúng ta hết gần hết tiền rồi đó. 45 bronze bangle. Mua mấy này cho nó tụi nó xài đỡ đi. Chứ giờ mình có kiếm mà tụi nó không có kiếm nhìn cũng hơi kỳ tội chứ. Đúng không? Giờ chúng ta thay đổi kiếm đi ha. Gear nè. Colors xài được cái khác nè. War Sword mới mua nè, 78 luôn. Mấy cái kia mình không xài nữa chắc bán được mà không ta? Tempest này là cái skill riêng của nó nè. Nhưng mà cái này chưa. Này chưa có spell, chưa có mẹ gì hết. Dagger Avenger mới nè, mạnh hơn nè, thấy không? Secondary em spell. Nhưng mà xài được thêm cái này nữa nè. Xài được thêm được cho xài luôn. Bronze Bangle cộng sức mạnh cộng 30 nè, cộng máu 50 nè. Này thì để mình set cho thằng khác đi, thằng này máu yếu lắm nè, máu gì máu kiểu máu giấy không mà để coi handgun nè. Này đi đam cao hơn nè, đó máu nè. Máu giấy quá chịu không nổi. Lát hồi nó chết nữa, mình chạy tới cứu không kịp. Thằng này mới cần strength nè, này đánh đâu mà. Còn mình thì một thể loại quá cha ta rồi. 14 điểm nè. Chúng ta mới earn được 14 điểm, có 14 điểm rồi. Này nó nhìn đã nha. Mid air, yes đi. Yes cái nhẹ đi. Dodge enemy attack in mid air đỡ trong ngay tại, nhưng mà phóng giữa không trung á vẫn đỡ được.
chung nhiều quá. Cứ bình tĩnh đi. Rồi đó, chúng ta nâng cấp nhẹ rồi đó. Ui, lúc mình hết mấy cái tựa game mà vừa chơi mà vừa nâng cấp vừa đánh như thế này nha, nó đã. Kiểu như muốn mình làm, càng chơi mình càng muốn cày á, kiểu lại lại vậy. Có nên đi xe không ta? Hay đi bộ hẳn ra đó luôn ta? Đường thì ghê thiệt chứ. Thì mình bật cái map lên cái này. Đường này thì đi xe được nha, đi xe để mình lấy cái xe đi cho tiện. Chứ vứt cái xe đó hồi cũng phải chạy lại lấy, cho nên đi tới đâu để xe tới đó. Mấy xe này đâu chưa lên lấy được đâu. Cho nên quốc đi lên xe nè mấy đứa. Bố mày lái cho. Mấy thằng kia là không lái chắc rồi đó. Ở trong nhà ngủ tiếp phải không? Rồi nó kêu mình ngủ nữa à. Ờ thôi ngủ đi ba. Thiết nghĩ là nên ngay khúc đầu mình rút kinh nghiệm rồi ba. Đi buổi tối nữa đấy. Hồi hay gặp mấy thể loại quái quỷ gì nữa mình sẵn lắm. Đi ngủ đi. Thiết nghĩ nên đi ngủ đi mấy đứa. Rồi mai sáng đi làm nhiệm vụ cũng được mà. Heaven's opportunity up, tally up and level up. Ngủ rồi như thế with better logging completed. Nhưng có 1.2 điểm kinh nghiệm hả? Nhưng phải trả tiền nè. Yes. It's bedtime. Đi ngủ đi rồi mai tính, mai sáng tính tiếp. Chứ không đi ngủ lát hồi gặp thế loại gì làm nhiệm vụ nhìn thấy ghê lắm ba. Reboot car Paris outpost. Cái này mình để lâu hay sao ta? Mình cũng không rõ là mình bấm sao. Ồ, cộng 8 điểm kinh nghiệm hả? Ok, nó nấu ăn rồi nên mình chưa chọn món được ta. Skill level up, survival rookie. Lawless vừa mới tăng level, cũng được trophy nữa nè. Chúng ta chưa đi câu cá. Ồ, thêm là Honey chụp khá là nhiều. Ồ, tấm này đẹp, tấm này đẹp. Tấm này nhìn rất là chucks. Lodging vẫn chưa lên kinh nghiệm nhiều nha. Mình nghĩ là chắc tùy chỗ thôi. Có cái chỗ nào lên kinh nghiệm cũng nhanh, chúng ta chỉ cần qua được cái buổi tối để qua thành buổi sáng thôi. Hoi. À, yatta atatta. Sono koe oji da ro? Uji? Ore, D no. À, gensuki no. Seikai, gensuki no. Chotto buji na kao mitai kara sa. Jikan ga atta ra gardena ni kite. ガーディナね。Vô phụ chắc mình để mình khi mình rảnh mình làm riêng đi ha. Còn vô chính thì sẽ ưu tiên hơn. Legacy. Core Legacy. Cái chỗ này thì chúng ta không thể nào đi map point đi xe được. Cái này chắc phải đi bộ rồi. Chúng ta không thể đi xe được, cái xe nó không có không tới cái điểm đó được. Nhưng mà kệ không sao, đi cái buổi sáng nó cũng đỡ hơn đi buổi tối. Đi buổi tối nhìn ghê chết bà ra. Bị cái giờ phải chạy bộ lên nữa sao, tít thò lò. Tomb of the Wise. Hầm mộ của những người thông thái. Chạy nhanh lên nè mấy đứa.
Dòng Prompto máu cũng cỡ bằng Ignis rồi, chắc là cũng không có giải chết đâu đâu. Còn chứ không cái gì mà như mấy lần trước, cái gì mà quất chưa kịp gì máu xuống đúng lẹ luôn. Mình đánh mình né dữ lắm luôn rồi đó. Ý là mình đỡ thôi nhưng mà không sẽ nói ăn đạn kiểu gì mới ăn hoài luôn. Cho nên cần phải... Gì đây? Có con gì nó thấy mình hay sao ta? À rồi mấy con này nè. Quốc luôn hả? Wow. Này thì... Ôi Warp Strike cộng đam nhân 2 luôn, gấp đôi luôn, còn gì? Kêu camera ấy, cái game này camera nó cứ sao sao quá. Cái mình chỉ thích cái vụ combat này nó hơi kỳ kỳ. Đó, phải vậy nè, đó. Thử đi mấy bồ. Thử cái kiếm khác thôi, mình thử cái này thử coi. Xem nó có được hơn không. Phóng lao là phải theo lao nè, đó. Break luôn rồi. Vulnerable là dễ bị tổn thương á, thì hụt ở đâu chứ đè là mà hụt đam. Ô nhưng mà đam một tí mình giảm đam rồi, hết máu rồi. Để chạy lại khúc kia rồi, mấy con này có vẻ không làm khó được mình nhưng mà cũng không hồi được nhiều, không được các bạn. Còn này xa quá, mà nhiều cái pha không bám được. Ồ, break luôn, ghê vậy bộ. Rớt liền, rớt hàng liền. Rớt cặp vú. Rớt lần hai cái luôn kìa. Dính liền. A cộng liền, phải vậy chứ. Không, lát mình đem mấy cái đó mình về mình bán cũng có lời, cũng có tiền. Con này bị kẹt rồi. Ê, con này bị kẹt rồi bác. Ê, má nó bay. Lẹ thì chứ. Chạy đi đâu. Sharp tail feathers. Lông của cái con này. Ok, cứ cho là vậy đi, dễ hiểu. Ôi, sao bóng hụt nữa ta? Hồ mana cái nhẹ coi. Còn con này nữa, mày chạy đâu. Chết liền. Được cái đánh A cộng rồi, nhiều cái thời gian đánh phải nhanh hơn kiểu nào mình cũng không rõ nữa. Mà vậy được rồi, vô cốt chuyện thôi.将軍、ようやく来たな、王子。だ、俺は何すれば言った。亡き王の魂に触れることで、力が神王へ与えられる。これは魂の棺だ。力を得ることは王の使命でもある。国もねえのに使命か。 お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で、王子だけ逃がしたのか。バカじゃねえの。王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる。お前は王の責務を託されたんだ。託したって。じゃあなんで言わなかったんだよ。 笑って送り出しただろ。俺は騙されたじゃねえか。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。<笑>
前になら、神王になら、この国を、民を託せると信じたからだ。勝手なこと言いやがって。Kinh nghiệm quá trời luôn. Lên cấp nào mấy đứa. The Royal Arm, bàn tay hoàng gia, là một vũ khí, một vũ khí thiêng liêng và có một sức mạnh rất là lâu đời của những kẻ trị vì lâu đời. Chỉ sử dụng được bởi Noctis. Những vũ khí này rất là mạnh, cực kỳ mạnh, nhưng mà nó sẽ tốn máu để đánh thoải mái. Và đấy, giống như mà một số con cầm cung trong Diablo 3 đánh là nó không mất mana mà chuyển sang mất máu đâu, mỗi lần mất máu để đánh, nhưng mà nó rất là mạnh. Nhưng mà đừng có xài quá đà được rồi, và đừng có xài hết những cái chai thuốc rồi này nọ, kiểu như nếu không là thằng này hết máu, thằng này chết như bình thường thôi. Ok, đã hiểu. Sword of the Wise cộng 1, ghê bộ. Để equip cái nhẹ coi. Train lens. Đâu? Train lens. Cái kiếm của những vị vua đâu rồi? Đây, 194, mạnh vãi cước luôn. Mạnh không thể tin được. Để nó làm gì nữa đây? À, có lẽ mình sẽ tạm dừng ngay tại đây, tập 2 mình tạm dừng ngay tại đây, và chúng ta đã có chặng đường khá là dài và làm đủ khá là nhiều chuyện trong suốt một tiếng hơn vừa qua. Thì với cái tập này mình cũng mong là như tập đầu, hãy cố gắng lên trong vòng ngày hôm nay, có lẽ là sẽ được 150 like hơn, hoặc là 200 like càng tốt. Vậy cái series này mình rất là thích và mình đang cố gắng hoàn thiện nó và bỏ nhiều tâm huyết và cày nó nhiều hơn trong những ngày tới tiếp theo, và cho các bạn xem đều đặn trong những ngày tiếp theo. Chúng ta sẽ không bỏ ngày nào, và nếu các bạn càng ủng hộ mình càng nhiều thì những tập tiếp theo nó sẽ lên càng rất là càng sớm, và cũng như là để một cái đó để mình cảm ơn các bạn lại vì các bạn đã ủng hộ mình trong cái series này, rồi cũng như cái cách mình để cảm ơn thôi, và cũng chia sẻ với các bạn này nọ kiểu. Thì cảm ơn các bạn đã xem qua, và mình sẽ quay trở lại sớm nhất với tập 3 tiếp theo vào ngày mai. Ok, và các bạn hãy cho mình biết cái cảm nhận của các bạn về tựa game này như thế nào, các bạn hãy cho mình biết phần comment bên dưới nhé. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Bye bye.